Được chưa? Ok chưa? Đấy. Rồi Hằng xin chào Hằng và anh Trinh. Xin chào hết tất cả các cô chú anh chị em xem kênh YouTube của Hằng Kali và yêu mến Hằng Kali và yêu mến anh Trinh. Thì hôm nay Hằng có tới đây để gặp anh Trinh trao cái số tiền mà của cô chú bác anh chị em đó thì có góp cho anh Trinh hôm trước Hằng nói. Thì cái số tiền mà để mua chiếc xe đó thì sau đây Hằng sẽ đọc tên của các cô chú bác anh chị em có gửi thêm để ủng hộ anh Trinh mua chiếc xe. Thì có cô Qua ở Hilton đó, thì cho anh Trinh 300 với một cái người giấu tên cho 50. Rồi Tiên Trần ở San Jose cho 100 với Jessica San Jose cho 100. Nancy Mã ở Seattle cho 200. Liên Hương Nguyễn ở Texas cho 100. Và đặc biệt nữa là có chị Vi ở San Jose góp cho 3.000. Là cái này chị Vi ở San Jose. Thì ngay cái video bữa hôm trước Hằng đăng lên thì tối đó chị Vi gọi cho Hằng và chị Vi nói là chị Vi muốn gửi góp thêm 3.000 nữa để hùng lại cho anh Trinh mua chiếc xe. Thì ở đây là tổng cộng số tiền mà Hằng vừa đọc á, là được 3.850 đồng. Với lại cộng thêm anh Trinh gửi cho Hằng 800 đồng hôm trước nữa. Hôm trước là tổng cộng phần của anh Trinh được 800 của cô chú cho, thì anh Trinh không có xài, anh Trinh nhờ Hằng giữ luôn. Thì cộng thêm cái 800 đó với lại cộng thêm cái 2.500 của cái chị ở Chicago giấu tên đó, thì tổng cộng bây giờ là anh Trinh có 7.150 đồng để mua chiếc xe. Thì tổng cộng là Hằng đang giữ cái số tiền 7.150 đồng để cho anh Trinh mua chiếc xe. Thì sau đây thì Hằng nghĩ là chiếc xe khoảng 7.100 này được rồi, Hằng sẽ không nhận tiếp tục cái tiền mà cho mua xe nữa. Còn những cô chú anh chị em nào có thương anh Trinh góp, thí dụ cho anh Trinh xài 1-200 gì đó thì phần đó Hằng nhận. Còn cái phần mua chiếc xe thì Hằng nghĩ là chiếc xe cỡ bao nhiêu đây là mua chiếc xe chạy ok rồi. Cho nên cái phần chiếc xe thì ngưng lại được hả anh Trinh? Chiếc xe mua khoảng 7.000 cũng ok rồi đúng không? 7.000 ok rồi. Còn nếu như những cô chú bác anh chị em thương anh Trinh cho tiền xài lặt vặt gì đó thì Hằng nhận. Hằng nhận để trao lại cho anh Trinh số tiền đó. Yeah, thì sau đây Hằng xin cảm ơn những cái tấm lòng cao quý của những cô chú anh chị em đã gửi tới cho các anh vô gia cư nói chung và giống như của anh Trinh nói riêng. Thì sau đây là giống như cũng một cái món quà cho anh Trinh rất là lớn, phải không anh Trinh? Đối với anh Trinh cái món quà này rất là lớn. Thì thôi anh Trinh gửi lời xin cảm ơn hết những cô chú anh chị em này. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Dạ. Cảm ơn chị Tiên Trầm. Cô Hoa trước từ đây. Cô Hoa, Hudson, Tiên Trần, Jessica, Nancy, Mã, Liên Hương, Nguyễn và chị Vi Sơn Lê nữa. Dạ, thank you quý vị nhiều. Dạ. Dạ, rồi, thì... Bây giờ mà gửi tiền vô mua xe nó khỏi. Bây giờ cũng có shop á, xin shop xong xin tiền đó. Dạ, hiện tại thì anh Trinh nói là anh Trinh đang cần cái shop làm. Thì những cô chú bác anh chị em mà ở San Jose hay là những cái thành phố lân cận, ví dụ Mivitas gần gần đây, thì khi anh Trinh có chiếc xe rồi có thể anh Trinh chạy đi làm được. Cho nên cô chú bác anh chị em nếu có những cái job gì làm lặt vặt, tạm thời lặt vặt trước thì cứ gọi cho Hằng hoặc là gọi cho anh Trinh để anh Trinh sẵn đọc cái số phone lên đây luôn. Cho cô chú bác anh chị em cần thì gọi anh Trinh để đi làm á. 408-561-8434. Dạ. Và những người Trinh Nguyễn. Trinh Nguyễn. Thì sẵn đây có rất là nhiều người mến mộ anh Trinh nha. Anh Trinh là được rất là nhiều chị em ở những cái tiểu bang khác mến mộ anh Trinh rất là nhiều. Thì nếu như anh Trinh đọc số phone đây thì chị em nào có mến mộ anh Trinh thì cứ gọi để hỏi thăm và nói chuyện cho vui ha anh Trinh. Thì mình cứ nói chuyện thôi. Thì hy vọng là cái thêm lần nữa. Đọc số phone lại đi. Ok, 408 nha, Trinh Nguyễn 408 561-8434. Dạ, rồi. Nhớ nghe người ta gọi là phải nghe, ok. Đọc cái số phone lên mà cộng đồng cô bác chú anh chị em gọi không kịp nghe là không được á, ok. Nói trước rồi. Thí dụ mà bận quá bắt máy không được á, text vô. Text, đúng rồi. Text qua, ai có biết thư qua. Dạ,
Nếu như lúc anh Trinh đang làm không có bắt phone kịp thì cô chú bác chị em cứ gửi tin nhắn vô cho anh Trinh những lời động viên thương yêu thương mến, để cho anh Trinh có một cái động lực, có một cái niềm vui ha. Thì Hằng chỉ có bao nhiêu lời để gửi tới thôi, thì Hằng rất là cảm ơn. Và thêm một lần nữa, nếu cô chú bác anh chị em có job, có việc làm thì nhớ gọi cho Hằng hoặc là gọi cho anh Trinh. Thì gọi cho Hằng thì số phone của Hằng lúc nào Hằng cũng có trên cái màn hình rồi. Thì cô chú bác anh chị em có muốn gọi cho Hằng thì cứ nhìn lên cái màn hình mình đang xem tivi thì sẽ thấy cái số phone của Hằng. Và gọi cho Hằng muốn giúp các anh em vô gia cư hay là giúp về công việc làm, tất cả cái gì đó thì cứ gọi cho Hằng ha. Còn về việc làm, nếu như mà đôi khi gọi Hằng không được, cứ gọi cho anh Trinh, thì có gì anh Trinh cũng nói lại với Hằng được ha. Rồi, Hằng cảm ơn những cô chú bác anh chị em rất là nhiều. Cảm ơn những tấm lòng vàng, những mạnh thường quân. Ok, một lần nữa Hằng xin cảm ơn rất là nhiều. Cỡ nào cũng thuộc về Hằng hết trơn à. Còn Trinh cũng thuộc về Hằng à, hả? Cũng cỡ nào cũng thuộc về Hằng. Cỡ nào cũng thuộc về Hằng hết trơn à. Ok, rồi, thank you, bye bye. Nhà ông Thái bự quá vậy ta. Trời ơi, cháy nhà bên kia, qua đây có căn nhà giàu quá vậy ta. Bữa nay nhà cửa gì mà rộng khang trang dữ trời. Ủa, Hùng ở đây hả? Trời giờ mới nhớ. Đi ngang nhận Trinh nhớ cái gì. Ông Thái rồi. Làm gì vậy? Ủa, ông cạo đầu rồi hả? Ừ, tôi mới vừa hết tóc cho ông Hoàng với ông Hòa rồi kìa. Ủa, bữa nay ai nhà, ai hai nhà ở đây vậy? Ngay nhường cho ông Lâm rồi. Ủa, ông Lâm ở đây rồi hả? Cướp rồi. Nhà, nhà ông bự gì đây hả? Trời, giàu dữ nha, nhà giàu á. Đâu hết tóc làm sao vậy thôi. Như sao cạo chọc luôn vậy? Ai cạo vậy? Ờ, bạn. Cạo bóng luôn? Ừ. Để gì vậy? Ủa, chị ấy ở đây. Có quan tâm gì đâu. Nè. Ở đây thì... Việt Nam. Vâng. Đây, quay. Đúng vô. Đây là 100 đồng này của cái nhóm các anh em tình lai không biên giới. Gửi cho các anh em lai. Ha, thì Hằng gặp mấy anh em lai thì Hằng gửi mỗi anh em được 100 đồng cho cái mùa Noel Christmas. Là cái nhóm của các anh tình lai không biên giới, thì ảnh cái anh này đại diện cho cái nhóm đó gửi cho Hằng. Thì ảnh nói là em đi em gặp thì ảnh cho được khoảng 15 người, thì em gặp các anh nào lai thì gửi cho các anh đó 100 để trong cái mùa Noel Christmas là cái món quà của các anh đó gửi cho các anh em lai. Ok, nhận. Cảm ơn nhóm tình lai không biên giới. Cảm ơn tình lai không biên giới. Cảm ơn sao đó nói. Thì coi như là cái này cái nhóm này gửi cho các anh em like thôi. Nè. Gửi cho được 15 người thì mấy người không like không được à. Mấy người không like có phần khác. Okay. Mấy người không like thì có mấy những cái món quà khác. Okay. Còn cái này cảm của ơn, cái nhóm. Cảm ơn anh em like với nhau. Dạ. Cảm ơn anh em like với nhau. Chị bữa nay hết tóc rồi. Trời chọc tóc. Nóng quá nè. Dài nữa mà nó quắn lên luôn á. Tại tôi không có thời gian gian rảnh, mà tới bữa nay tôi vô thì hết cho anh Hoàng với anh Hòa rồi. Ủa, được hai người hả? Hết được hai người rồi. Nói là anh Thái hơi cạo chọc rồi. Không có rảnh đâu. Không okay, có rảnh. Cả tuần rồi không có vô đây. Dạ. Thôi bye bye đi. Rồi, bye bye. Đáp anh em con lai tình không biên giới. Phở hầu tên nó ngầu quá. Nhóm anh em con lai tình không biên giới. Nếu có cơ hội mình cũng gia nhập á. Okay. Phải không? Đó, thiệt chứ. Phải không? Để tìm cái nhóm này là có giúp tìm được cha luôn kìa. Ở Florida cũng có nhóm lai á, mình tên mình quên rồi nha. Cái này là nhóm tình không biên giới. Còn cái nhóm nào tình không biên bản. Không biết. Là biên bản hoài. Ok, thôi giờ tối rồi Hằng về nha. Ok. Rồi, bye bye. Bye anh Thái nha. Dạ, thank you anh chị. Rồi, Hằng Kali xin kính chào hết tất cả các cô chú anh chị em đã xem kênh YouTube của Hằng Kali và yêu mến Hằng Kali. Thì sáng hôm nay Hằng cũng đi phát đồ cho các anh em và Hằng ghé qua anh Bình để có một chút tiền của những mạnh thường quân gửi giúp anh Bình đó. Thì Hằng mới tình cờ mới ghé vô sáng, không có nói với ông trước, ông mới đi ôm củi về. Ông mới đi lượm củi về mình mẩy như vậy. Cởi cái áo này ra rồi không? Thôi kệ đi, mặc đi không có sao đâu, lỡ rồi, cởi ra nó lạnh. Đi lượm củi về mình mẩy nó lấm lem lấm đốt. Củi nó cháy, lem 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 á. Lượm củi để đốt á.
Thôi ôm luôn. Ôm luôn. Cho nên thằng dơ nói làm cái gì mà dơ dữ, đang gặp ôm đi ôm củi, ổng nói đi ôm củi về. Rồi thì thôi sẵn đây thằng thằng có một chút tiền của anh chị em gửi cho anh Bình. Thì sẵn đây thằng nói luôn, thì có một cái chị Sang và anh Hòa ở Arizona thì có cho anh Bình 100. Với lại một cái chị giấu tên ở Houston cho anh Bình 200. Với lại nhóm mà cái nhóm của Tình Lai Không Biên Giới thì có cho anh Bình 100 trong cái mùa Christmas. Thì cái nhóm Tình Lai Trong Biên Giới này thì có gửi cho Hằng là cứ gặp mò các anh Lai thì trong cái mùa Christmas thì gửi cho các anh 100. Tại vậy vì là cái nhóm này là giúp trong cái nhóm Lai á anh Bình, anh em Lai. Cho nên ảnh có gửi cho Hằng thì trong đó được 15 người. Thì Hằng cứ gặp một người Lai thì Hằng cho 100. Cho nên thì hôm nay ghé anh Bình trước thì Hằng gửi cho anh Bình trước 100 của cái nhóm Tình Lai Không Biên Giới đấy ha. Với lại hai cái tên mà em nêu rồi đó thì anh Bình được 400. Ha. Sẵn em ghé đây thôi, vậy em gửi cho anh Bình luôn. Thì Cũng cảm ơn anh em Lai đã có cái tấm lòng ủng hộ cho những anh em còn cực khổ chưa có vươn lên được. Thì đây cũng là một tinh thần mà anh em đã đóng góp cho Bình, cho Bình thêm một cái sức mạnh. Thì cũng xin cảm ơn anh em Lai rất là nhiều. Sẵn nhân tiện mùa Christmas cũng xin chúc anh em được bình an và được nhiều an lành trong Chúa và mẹ Maria. Xin cảm ơn nhiều anh em. Rồi, Hằng cũng gửi lời tới những anh chị em gửi cái số tiền này tới cho anh Bình ha. Thì cho cũng cho Hằng gửi một lời rất là cảm ơn các anh em đã có một cái tấm lòng nghĩ tới những cái mảnh đời bất hạnh như vậy. Thì trong nói chung cũng nhờ cái sức của cộng đồng, của cô chú anh chị em khắp nơi, mỗi người góp một chút để Hằng cũng có một cái kinh phí để Hằng mua hỗ trợ đồ cho các anh. Còn hoặc là những cái trường hợp của những anh em thương những cái cuộc đời mảnh đời nào riêng thì gửi cho những anh em đó, thì Hằng tận tay Hằng trao cho những anh em. Rồi đây 400, anh Bình nhận 400. Thầy xin cảm ơn Hằng trước hết, cảm ơn sau đó cũng cảm ơn những người anh em và những người mạnh thường quân. Và sau nữa là cũng cảm ơn cái chị mà giấu tên ở Houston, phải không? Dạ, chị giấu tên. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thì cũng nhân mùa Giáng sinh xin chúc chị và Mạnh Thường Quân, tất cả những người anh em mà đã ủng hộ trên cái kênh của Hằng Kali. Mình xin cảm ơn chị Sang và anh Hòa đã có một tấm lòng nghĩ đến những người bất hạnh ở dưới này. Thì cũng có ủng hộ cho Bình được một chút đỉnh, thì đây cũng là một cái điều mà quý giá, quý báu của tấm lòng quý báu của anh chị Sang và anh Hòa cho Bình. Thì Bình cũng xin nhận cái số này của anh chị và xin biết ơn. Và sau đó cũng xin chúc anh chị được một mùa Giáng sinh được an lành trong Chúa và mẹ Maria và gia đình hạnh phúc. Mình cảm ơn nhiều. Rồi, sau đây thay Hằng xin chào tạm biệt anh Bình nha. Hằng đi vòng vòng, Hằng trao đồ cho các anh em nữa, trao quà nữa. Rồi bye anh Bình nha. Rồi sáng nay Hằng ghé vòng vòng trên đó để trao tiền cho mấy anh em. Thì tới lượt xuống đây là trao cho anh Trinh, có anh chị Phong ở Colorado á, cho anh Trinh này 100. Anh Trinh này anh Trinh CH. Đây có hai anh Trinh, còn anh Trinh kia là anh Trinh T. Dạ, Trinh TR. Thì đây 100 của anh Phong gửi cho anh Phong ở Colorado, gửi cho anh Trinh. Anh Trinh gửi lời cảm ơn anh Phong đi. Cảm ơn anh Phong nhiều. Dạ, anh chị Phong luôn á, hai vợ chồng. Dạ, cảm ơn anh Phong. Dạ, ok. Năm mới cái phát tài đó. Chúc đi, Christmas gì đó. Chúc mùa Noel nào, Christmas đó, chúc gửi lời chúc. Không gửi thấy tài lắm chục không đi đó. Dạ hả? Tài không chục sao gửi tụi lắm nè. Hả? Vậy hả, tên Hải cái gì Hải? Hải Lê. Anh là Hải Lê hả? Vậy đó. Rồi giờ sáng có gì ăn chưa? Ăn rồi hả? Đi hồi lấy bánh mì, lấy đồ ăn rồi. Có cần mền chiếu gối cái gì không nữa nè? Sống gì đây thôi hả? Ở bên trong cũng có cái ghế bố. Vậy đó. Rồi trước giờ ở vòng vòng ngoài thôi hả? Vòng ngoài kìa. Rồi gia đình ở đâu? Việt Nam? Ở Cà Mau. Ở Cà Mau? Cà Mau đây nè, tôi nè. Nói đi coi Cà Mau cái gì được tôi giúp. Cà Mau ở huyện nào vậy? Bên Hộ Phòng. Ở Hộ Phòng? Hộ Phòng cũng có, về Cà Mau ở phường 1 cũng có.
Thì đó, tôi là người Cà Mau hội phòng đâu, tôi biết gành lắm nè. Trời ơi, rồi bao nhiêu lâu rồi không có liên lạc với Việt Nam? Lâu rồi. Bao nhiêu năm? Có liên lạc mà. Bây giờ không có liên lạc nữa. Rồi sao sáng ngứa ngáy mình lum không đi tắm hả? Đang làm gì? Ủa đang làm gì vậy? Tháo cái này ra. Tháo này ra để chi vậy? Hả? Để chi vậy? Buồn buồn làm chơi. Ồ vậy đó hả trời. Rồi đó coi ngồi lên gỡ mà khẩu trang ra cho nhìn coi có quen không? Hả? Nhìn đi cho nhà hàng nhìn coi. Cái thằng quen á, nhiêu tuổi rồi? À, năm mấy rồi. Năm mấy gì trẻ gì trời. À. Thiệt nhưng mà trẻ lắm á. Vậy đó hả? Rồi đi sống gì bao nhiêu năm rồi? Năm thôi. Trời ơi, đi qua lại thấy cái chòi hoài mà đâu có biết ai đâu. Tên Hải Lê, có vợ con gì không? Có gì. Đây luôn hả? À. Rồi lâu lâu về nhà không? Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng thôi. À. Trời ơi, thôi đi lại lấy đồ ăn đi nè. Lấy đồ ăn, lấy mền đồ thêm nè. Nè, sáng mà bánh mì mới mua luôn á. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cái này cái mền. Ôm cái mền vô trước đi. Rồi ra đây coi lấy thêm. Trong đây có mền luôn rồi. Rồi ra đây thêm nè anh Hải ơi. Anh Hải ơi. Nè. Trong giỏ này nó cũng có đủ thứ đồ ăn đây ha. Có mấy cái gì đó, đủ thứ. Ra đây đi, thằng lấy chút tiền cho nè. Ừ. Rồi thằng đi quay lại coi có gì rồi thằng giúp thêm được cái gì thằng giúp ra. Rồi bữa nào để thằng hỏi thêm chuyện rồi này kia để chia sẻ rồi bà con có giúp được anh cái gì bà con giúp. Đi quay lại thấy cái liều hoài mà đâu biết ai, bữa nay thấy ngồi mới kêu đó. Ok chị. Ừ. Rồi, ok take care ha. Rồi bye bye anh. Củi về nó hơi dơ chút. Đi lấy củi ở đâu? Đựng mấy củi cháy á. Vậy hả? Đây nè lấy đồ vô nè. Cái này cũng có của một Mạnh Thường Quân gửi cho Hằng để trao cho mấy anh em. Ồ vậy hả? Ha, ừ, với lại lấy bánh mì ăn nè, sáng Hằng mua bánh mì vô cho mấy anh em ăn. Ăn cháo gà hả? Vậy đó. Ờ, sáng Hằng mua bánh mì Thiên Hương á, ngon lắm á, vô ăn liền đi. Ủa anh? Rồi bánh mì sáng mới mua hàng mua á. Bánh mì Thiên Hương ngon lắm á, ăn đi. Rồi. Cho một giỏ đồ cũng của các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân gửi. Dạ. Rồi. Hi. Vietnamese English. Yeah, very good. Thank you. Gà gì nấu sao đen thù lùi vậy? Trời ơi, cái ngon lắm. Ở đâu có con gà dai này vậy? Ăn gà chín lùng mua. Ờ, chín lùng mua hả? Chị chỗ cho nó đi mua mà. Ừ. Hồi cho ông này một túi đồ nữa nè. Ông ra tới rồi. Sáng em mới mua bánh mì đem vô cho mấy anh em ăn. Với cái phần quà này thì cũng của nhà Mạnh Thường Quân gửi cho anh Bình. Okay, cảm ơn mấy anh. Cảm ơn chung nhiều cho nha. Mấy anh. Dạ. Cảm ơn anh. Trong đây có đủ thứ. Cảm ơn anh chị. Dạ, anh chị ha. Anh gửi rồi. Ok. Take care ha. Ồ, chào phục vụ cho anh chị á. Dạ, thank you. Dạ, bye bye. Nè, cái bánh mì nóng hổi sáng tôi mới mua á, cái này ngon lắm. Với lại giỏ đồ trong đây có đủ thứ nha. Rồi lấy quần hả? Em lấy trước đi, ra đây lục quần coi. Đóng ngoài sau này ra cái quần áo.
quần cả thay ổng khó kiếm. Ôi, ba cái đồ nó đầy quá rồi. Ba cái đồ ở đây, quần ở đây chắc không có rồi. Trời, chủ ở đây vậy thôi kìa. Bây giờ thằng lấy đồ thêm, lấy áo thêm cho thay nè. Có lạnh nè, lấy áo lạnh thêm không? Nước giếc áo lạnh đi. Có lạnh hả? Lấy lục thôi sao? Có cái bình rác chưa? Lấy cái bình rác ha. Cái liều này không? Cái liều hả? Anh muốn cái liều phải không? Ok, cái liều thì hiện tại trên xe không có. Có mấy đồng. Cho mấy đồng ok. Bây giờ lấy cái bình rác có giữ để xài không? Cất để xài ha. Ha. Bây giờ tạm thời lấy cái bình rác đi. Lấy áo lạnh. Hàng đưa sleeping bag phải giữ để xài ha. Để hôm nay lạnh lắm, lạnh tới rồi anh Vũ. Vũ giỏi lắm mà. Nè, lạnh để dành xài ok ha. Với áo lạnh nữa, cái sleeping bag để dành xài nha. Nè. Rồi anh Vũ nhớ thay đồ ha. Để có quần áo gì trong để thay không? Thay cái áo lạnh khác. Hả? Nè. Không sao hả? Rồi ăn bánh mì ha. Ok, thích khe nha. Ok. Điện thoại cỡ làm sao? Để Hằng về Hằng biết Hằng mua. Giống như để nghe được, gọi được đúng không? Hả? Chỉ mới làm việc thôi à. Để làm việc. Có giữ được xài không Hằng mất? Nếu Hằng đưa thì để giữ ha. Giữ. Giữ ha. Đang để khi Hằng gọi, đang có nghe biết không? Nhớ nha. Rồi Hằng về Hằng sẽ làm cho anh Vũ cái phone. Thank you. Nha, Hằng hứa. Nha, nhưng mà gấp nha. Ok. Ha. Trời ơi, hai thằng ngồi đó. Dẹt cái màn lên không? Nè, hai thằng hai giỏ đồ đó. Đồ của người ta cho đó. Với bánh mì nè, ngồi dậy, lên ngồi dậy. Mau lên. Bánh mì chị mới mua sáng ăn đi. Nè. Ngồi dậy, ngồi dậy. Chị Hằng muốn năm thương chị Hằng nhất. Muốn năm thương chị Hằng nhất. Ok, nè, cầm không? Cầm chị coi. Sao chị Hằng sao? Chị Hằng muốn năm. Chị thương chị Hằng muốn năm thì ngồi dậy. Ngồi dậy coi. Trời ơi là trời, có vậy hả? Rồi sáng giờ có làm gì? Dạ. Sáng giờ làm gì? Sáng giờ làm gì? Trời. Bữa nay tới có phát đồ ăn không? Trời. Ăn đi. Bánh mì rồi ăn đi. Rồi có đi tắm chưa? Không. Không có tắm đúng không? Ngon, bánh mì chị mới mua luôn không ngon? Bánh mì chị mới mua ngon lắm á, ăn đi. Bây giờ nhà không có tiền luôn, chứ ra không có tiền được nữa. Thì họ ghét vào đụng đây, họ chung một cái đi túi đó, vậy không nữa. Còn hơn cả mẹ, cháu hơn cả bà. Nó làm gì được hút rồi, quý cho thằng hấu rồi. Ai là thư tại Hằng? Thằng này cũng ăn lần nữa hả? Không còn ổn. Nè, xé, nó gỡ ra xé. Có đi tắm không? Ăn đi thì ăn rồi. Bà ngoại nó bỏ rồi. Hả? Có đi tắm không? Hả? Tắm hồi nào? Bây giờ chừng nào đi làm ID? Chừng nào đi làm ID? Thử cái gì rồi khui ba cái hộp cà, mấy cái gì tùm lum tà la đây vậy? Dạ, đâm bánh mì ăn. Nhắm bánh mì ăn hả? Rồi, quần áo gì, cái quần gì mà dơ dữ trời dữ đất nữa vậy? Chiếc rồi để cho Hùng chiếc hả? Hột sòn thiệt không ta? Hùng có được đôi bông mà cho chị Hằng chiếc. Chị Hằng đeo chiếc, Hùng đeo chiếc. Chiếc bông dễ thương không? Ở vậy hả? Ở đâu vậy? Lượm đâu vậy? Vậy đó. Chị biết rồi. Ai nói trộm cắp đâu. Ăn bánh mì đi. Có 3 ly mấy. 3 ly mấy? Thiệt hả? Ở đâu có hột sòn 3 ly mấy cho tôi trời. Thiệt luôn vậy hả? Trời ơi, giữ lại 1 chiếc rồi cho tôi 1 chiếc, chịu nổi không? Dễ thương không? Có 3 ly mấy thôi đó nghe, để về Hằng coi coi nha. Hả? 3 ly mấy cara thôi. Hột sòn có 3 ly mấy cara thôi đó nghe. Đó.
Chịu nổi Hùng không? À, là có cái hộp sòn nào 3 ly mấy carat cho Hằng không? Cái này Hùng cho Hằng nè. Tặng á. Có không? Có lượm đâu được hộp sòn cho Hằng không? À? Ok, cho Hằng cất vô đây tên Kiều Hùng nha. Ăn xong đi rồi tới chị nói chuyện với Hùng nè. Cái Hùng á. Anh cho lắm anh biết rồi mới lột đầu không chứ không biết làm sao lột. Đứng lại ăn bánh mì không? Dạ em mới ăn xong nè. Có nè, cái chạy đâu vậy? Ủa vậy hả? Nè tính đồ Hòa Thái. Hòa Thái đó. Ủa đi hả? Ủa phải không? Đây, đâu phải ông Thái đâu, không phải ông Thái đó. Đâu có ông Thái đó đâu. Thái mà. Có rồi sao không đứng lại vậy? Ây da. Đang bận chuyện á. Vậy hả? Ừ. Nè vậy lấy thêm ổ bánh mì nữa hai phần. Ông Thái một bọc. Ông Thái ổ, ông ổ. Vậy nghe YouTube suốt vậy hả? Trời ơi là trời ông Chinh. Ông Chinh ơi là ông Chinh. Rồi đây vậy còn hai ổ cho ông Hòa với ông Hoàng nữa là hết rồi. Đủ rồi. Rồi nè, ông một ổ, ông Thái ổ là hết trơn rồi đó, đủ rồi đó, đủ phần rồi, nhớ về chia ông ổ. Dạ, qua đây mà không có một giờ. Ok, cảm ơn chị. Rồi. À, ok, ai gọi qua đây coi, qua coi. Sao làm gì cứ bịt mặt, bịt mũi hoài vậy? Thì em tính đi chợ bịt mặt á. Vậy hả? Rồi giờ chiếc xe đậu đây có sao không ta? Có bullet vô không? Ồ, hôm qua xuống thô xe nó lùa. Vậy thôi bây giờ.